Rồi, là nói đầu tiên Trung Nguyên xin được gửi lời chào đến cô chú quý chị em đang xem kênh Mai Vàng Công Nguyên ha. Thì hôm nay Nguyên lại chia sẻ với cô chú quý chị em, đặc biệt là những anh em chưa có kinh nghiệm nè, một cái kinh nghiệm mà từ cái lúc trồng cây mai phôi thì nhận được những cái lời mà hỏi của mấy anh em rất là nhiều, và mấy anh em đang hình như là có cái lúng túng trong cái việc mà cái chất trồng cho cây mai cũng như là cái độ giữ ẩm cho nó, và cũng như là trong quá trình chăm. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ thêm cái video này nữa, hy vọng nhận được sự ủng hộ và cũng như là cái lượt thích để tăng cái lượng tương tác cho dùm cho công Nguyên ha. Một lần nữa Nguyên xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em ha. Rồi thì mới vừa sáng đây là cây mai này mình đã để trong mát cũng khoảng tầm không biết bao nhiêu nữa mọi người. Thì cây mai này mình cũng chia sẻ nhiều nữa, tầm cây mai này hoành năm mấy thì mình cũng đã tưới kích rễ đó mọi người. Thì sau bao nhiêu lần tưới kích rễ thì mình đem ra ngoài đây, thì tưới kích rễ là chúng ta không có quy định theo mà Nguyên nhắc lại cái nữa ha. Thì chúng ta tưới kích rễ là không có quy định theo mà cái số lần, mà chúng ta xem cái độ phát của cây. Khi mà tưới kích rễ thì cây nó phát triển như thế nào, nếu mà phát triển mạnh lá đều đọt nó đi nhiều thì tức là nó ra rễ mạnh thì chúng ta ngưng đó. Còn đối với những cái mai yếu thì chúng ta tiếp tục duy trì, và điều đặc biệt đó là chúng ta phải giữ ẩm cho cái bộ chất trồng của chúng ta, đặc biệt là nó khô, nó mát, nó ẩm và nó thoáng, để nhằm mục đích đó là làm cho cái đầu rễ nó không bị thối nè. Thứ hai nữa là nó sẽ ra cái rễ cám á, được mạnh. Nếu mà các bạn tưới dập vô quá nhiều thì chất trồng vô tình chúng ta sẽ làm cho cái độ mà thoát mà cái độ thoáng khí của cái chất trồng chúng ta nó ít nè. Cái thứ hai đó là khi mình cái mà nước nhiều quá đó thì nó sẽ làm cho cái rễ không ra được, từ đó dẫn đến cái mai chúng ta suy ha. Và cái chất trồng mà khi mà các bạn thường sư dừa với chấu thì các bạn bóp vô buông ra, bóp vô mà nó không có rịn nước ra là ok, nó hơi ẩm nhẹ là ok ha. Đó, rồi thì trở lại vấn đề ngày hôm nay thì Nguyên lại tiếp tục chia sẻ với mọi người là một cái cây mai mà phôi mà mình trồng nè. Đó thì bây giờ cây nó đã ra lá thì mình để trong mát nha mọi người, và chuyển dần ra từ trong mát ra ngoài có ánh sáng nhẹ, và hôm nay thì mình sẽ đem ra ngoài trời luôn nữa. Thì đây là cái mùa mưa thì rất là tốt, khi mà một hai đám mưa nữa thì cây bắt đầu nó sẽ đi những cái cơ đợt nè mọi người. Đó thì bắt đầu nó sẽ mạnh trở lại, thì vì lý do là mình để trong mát á mọi người, cho nên là cái quá trình mà cái lá của nó sẽ thích nghi theo cái điều kiện môi trường. Thì khi mà cái lá, những cái lá này nè, nó khi mà nó ra ngoài nắng nó sẽ bị cháy bình thường nha mọi người, cháy, nhưng mà cái cọng của cây á hoặc là cái đầu cái đọt á nó phát triển mạnh, nó bình thường, nó không có bị teo tóp, tức là bình thường sẽ khi mà các bạn ra thì tầm khoảng chừng một tuần lễ nó sẽ nhú ra cái đọt mới, thì cây các bạn nó phát triển bình thường lại. Còn để trong mát thì nó có hiện tượng là cái lá các bạn nó mỏng mà nó to để nó hướng nhiều ánh nắng hơn đó. Còn khi đem mà nắng thì nó sẽ nhỏ lại, và nó sẽ đối với những cái lá mà để trong mát á thì nó sẽ bị cháy là chuyện bình thường, không có vấn đề gì để mà chúng ta quan ngại ha. Rồi miễn cái cây chúng ta nó khỏe mạnh là được, rồi sau này mình sẽ ghép thôi. Đó đó là một số cái kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ với mọi người, từ cái lúc mà đem vô trong mát nè đến lúc mà chúng ta đem ra ngoài nắng. Thì cây mai phôi này mình trồng cũng khá là lâu, đặc biệt là nó mình trồng chấu với sư dừa với cát nha mọi người. Nó thì cái này nè, bóp vô nè mọi người thấy không, buông ra nè, nó rất là thoáng đó. Rồi thì cái này một cái điều nữa là Nguyên cũng nói nhiều rồi mà gặp anh em hỏi hoài chắc chưa có coi hay gì đó. Hỏi về cái vấn đề chất trồng hoặc là những cái mai mà chúng ta ủ á, mà chúng ta làm, chúng ta ủ mà chúng ta trồng á, thì đối với anh em mà trồng kính bọc rồi thì chúng em nên lưu ý là về vấn đề mà tưới kích rễ thì chúng ta phải tưới thường xuyên. Khi mà cây nó ra tầm khoảng một gang tay á thì chúng ta mở ra ha, và chúng ta có thể để trong mát luôn vẫn được bình thường. Và khi mà cỡ chừng một tuần lễ sau thì chúng ta có thể đem ra những cái chỗ mà nơi nó có nắng nhẹ tầm khoảng 7 giờ đến 9 giờ, rồi để tầm khoảng chừng một tuần lễ đến nửa tháng thì chúng ta có thể đem ra ngoài nắng luôn để cho cây nó quang hợp và nó phát triển tiếp ha mọi người. Thì đó là một số cái kinh nghiệm. Còn đối với khi mà chúng ta ủ bọc lại hoặc là chúng ta làm gì đó mà, thì các bạn đều quan trọng đặc biệt đó là phải chú ý đến cái chất trồng của chúng ta nè. Đó. Thì khi mà cái chất trồng của các bạn mà nó khô, nó thoáng á, rễ nó sẽ phát triển mạnh. Còn khi mà các bạn tưới vô nó đẫm 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 lầy, nhiều khi mấy anh em không có kinh nghiệm, không kiểm soát được cái phần dưới với đá chậu nè, thì khi mà ở trên thấy nó khô quá nhưng mà ở dưới thật sự nó rất là ẩm và nó nhiều nước, thì vô tình chúng ta sẽ tưới hoài thì nó sẽ làm cho suy ha. Nên kiểm tra lại cái độ mà tơi xốp,
và cũng như là cái độ thoát nước của cái chậu chúng ta ha. Và đặc biệt đối với cây mai phôi thì chúng ta không nên tưới nước nhiều, không nên tưới luôn. Đặc biệt là chúng ta chỉ sử dụng cái loại tích rễ thôi mọi người. Tích rễ thì Nguyên cũng đã chia sẻ cho tất cả mọi người xem rồi đó. Đó, có thể sử dụng cái Comcat hoặc là Anis. Rồi thì khi mà cây nó ra như thế này đây thì chúng ta sẽ chuyển sang cái gì các bạn, thì cái này như thế này đây, thì sau khi mà dùng tích rễ xong thì bắt đầu nó ra như thế này thì ra chồi ra nhánh rồi đông rồi. Đó thì mình đem ra nắng, thì bây giờ các bạn có thể chuyển qua N3M nè. N3M thì nó có đạm, lăng, kali và đặc biệt một số cái nguyên tố mà vi lượng để giúp cho cái cây nó phục hồi lại nữa. Ngoài ra thì nếu mà cái này các bạn có thể phối với những cái loại hữu cơ mà nó duyên về, nó có cái dạng giống như là cũng kích rễ luôn, giống như gót hai rồi nè mọi người. Thì N3M thì khá là phổ biến này nên mình sẽ chia sẻ. Còn ngoài ra thì nó có nhiều cái loại mà humic có tồn tại trên thị trường nhiều lắm mọi người. Nó thì humic nó vô thì nó sẽ làm cho cái mà cái độ pH chúng ta nó cân bằng lại, giúp cho cái rễ nó phát triển và nó ăn được phân được mạnh hơn. Đó là một số cái kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ với mọi người ha. Đó. Thì hôm nay sáng nay nhờ mấy anh em ghim ra vào đây thì nhân tiện mình cũng chia sẻ một số cái kinh nghiệm luôn. Đó mọi người thấy không? Thì khi mà cây các bạn để trong mát nè, có hiện tượng nè, lá nó rất là teo, teo tóp, thì mình chọn cái mùa mưa này thì cây nó sẽ phát triển mạnh nha mọi người. Thì mùa mưa thì mùa của cái nấm bệnh, nên khi mà mọi người trồng thì đối với những cây mai này ra thì mình phun, mình có thể sử dụng cấp 85 hoặc man xanh, hoặc là những cái loại mà bây giờ nó có hiện tại đại bây giờ nó mọi người, thì nó vừa kết hợp nấm và nó vừa kết hợp khuẩn luôn, thì các bạn phun như là thằng Y, đúng rồi, thằng Y 24 giờ Nguyên đã chia sẻ mọi người đó, thì cái đó là nó vừa nấm vừa khuẩn, thì nó có thể hệ mới bây giờ thì phun nó cũng rất là tuyệt vời, nó vừa chỉ nấm vừa chỉ khuẩn trong một lần thôi. Còn đối với mancozet hoặc là cốc 85 gì đó thì nó không có chỉ khuẩn được, nó chỉ phòng ngừa là chủ yếu. Thì đối với cây mai thì mùa mưa này nè thì Nguyên cũng chia sẻ cũng mọi người nên phòng ngừa là chủ yếu ha. Khi mà cái lá ba chưa bệnh thì chúng ta phun định kỳ tầm cũng khoảng mình nghĩ chắc khoảng 10 đến 15 ngày phun cho một lần. Đó, để phun để mà nó giữ cái bộ lá chúng ta nó đẹp, và thứ hai là nó ngừa nấm luôn, thì cây các bạn nó sẽ khỏe mạnh thôi. Rồi chúng ta có thể tưới gốc cho cốc 85 để diệt nấm ở trong cái mà cái chất trồng của chúng ta. Đó là một số cái kinh nghiệm mà trồng cây mai phôi cũng như là cây mai mà ghép cũng vậy rồi mọi người ha. Thì chúc tất cả mọi người là có cái mà một kiến thức Nguyên chia sẻ nè, để cho mà cô chú anh chị em là có thể là có cái kinh nghiệm, đặc biệt là những anh em mà hỏi Nguyên hoài này ha, thì chúng ta có thể có cái kinh nghiệm để chúng ta chia sẻ, cũng như là chúng ta có thể là chúng ta học hỏi, và anh em nào hay thì có ý kiến hay bình luận bên dưới để mà Nguyên tiếp thu thêm ha. Đó thì đó là một số cái kinh nghiệm mà Nguyên chia sẻ cùng với mọi người, hy vọng mọi người sẽ yêu thích và cũng như là ủng hộ cho cái kênh để mà Nguyên biết được cái những cái tâm tư tình cảm cũng như là những cái vấn đề của mấy anh em để Nguyên có thể tư vấn khi mình chia sẻ ra hết nha mọi người, không có giấu giếm mọi người ha, nhằm tạo một cái sân chơi mà nói chung là nó nhiều để cho mấy anh em chơi đó. Mình sẽ tập trung tư vấn tất cả cho mấy anh em đó, biết nhiều mình nói nhiều ha. Rồi một lần nữa Nguyên xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo ha. Trong video này mình nói thì có thể mình xuất phát từ cái kinh nghiệm mình chia sẻ, thì nhiều khi không có đáp ứng được cái nhu cầu của mấy anh em thực tế, cho nên khi mà xem video của Nguyên rồi thì mấy anh em chưa có hiểu chỗ nào hoặc là có những cái còn thắc mắc thì hãy để trong phần bình luận mình sẽ trả lời ha, hoặc là tương tác trên bên cái Zalo thì mình sẽ trả lời cho tất cả mấy anh em. Rồi một lần nữa Nguyên xin cảm ơn, nhớ xem và cũng như là thích video để ủng hộ cho Nguyên ha mọi người. Lần nữa xin cảm ơn ha, xin chào.